Da nhạy cảm xài kem được không chị? Da nhạy cảm thì chị khuyên em trước tiên em nên sử dụng cái đề tất thải độc của chị trước. Cái đề tất thải độc của bên chị nó được sản xuất tại Hàn Quốc. Đâu rồi, có lấy cái chai thải độc cho chị cái nào. Nếu như mà da em nhạy cảm thì em nên sử dụng cái thải độc trước để nó cung cấp vitamin, nó dưỡng cái da của em mạnh khỏe lên và nó đẩy những cái độc tố trong da của em ra trước nha. Thì sau đó em mới khi mà em xài một thời gian á, da của em khỏe lên rồi, lúc đó em mới sử dụng kem ngày kem đêm. Và lúc đó thì em phải tư vấn thật kỹ nha, tại vì các đại lý, các cộng tác viên của bên chị đó, họ sẽ tư vấn thật kỹ cái cách thức xài, chứ không phải là em cứ thích, em cứ nghe chị quảng cáo nhưng mà em về em mua là em xài liền, không có được đâu. Tại vì mỗi làn da mỗi cách thức khác nhau hoàn toàn. Trước tiên em mua cái này về em thải độc, như chị nói trước, khi em thải độc nếu dưới da của em mà nó có chì hoặc là những cái độc tố thì nó sẽ thải ra đường mụn, tức là nó sẽ sần sùi lên và nó châm chích châm chích, nó sẽ thải ra cho em một thời gian, em phải chấp nhận da em xấu thì từ từ nó mới cải thiện, nó đẩy hết được độc tố ở bên lớp biểu bì hạ bì của em á, nó khi nó đẩy ra hết rồi thì lúc đó da em mới cải thiện được nhé. Đó, đây là chai detox thải độc của chị. Đây là detox thải độc chị sản xuất ở Korea, ở Hàn Quốc luôn nha em. Ở phía sau có ghi chữ Made in Korea nè. Và cái hàng của chị lúc nào cũng có tem xanh như vậy. Chai này chai chị đang xài. Chai chị đang xài, chị để ngoài kia. Đó, khi em xài em chỉ có việc là em rửa mặt thật sạch sẽ, sau đó em xịt lên. Thứ nhất, cái chai detox thải độc này của bên chị nhá, là thứ nhất là nó có 4 công dụng, 4 trong 1. Thứ nhất là thải độc, thứ hai là cung cấp vitamin nuôi dưỡng da, các loại vitamin nuôi dưỡng da, thứ ba là cân bằng độ pH, thứ tư là nó giữ nền make up trước và sau cho em luôn. Và cái điều đặc biệt là khi em rửa mặt xong á thì em xịt cái chai detox này lên là nó sẽ dưỡng cho em. Và khi mà nếu như mà dưới da em á, nhiều khi em đi khói bụi nè, thì lâu ngày á cái khói bụi đó nó đọng trên da của em mà em rửa mặt nó không đi hết, lâu ngày nó đọng xuống nó thành kim loại nặng, nó thành chì, nó nằm dưới da của em. Hoặc là em sử dụng những kem có corticoid hoặc là có độc tố thì lâu ngày nó nằm ở dưới da mình không có biết được đâu, nó không có ra ngoài mình không biết được. Nhưng khi em xịt detox lên, detox là thải độc nha, chứ nó không phải là dạng khoáng bình thường, nó không phải là một cái dạng mà nước suối mà mình xịt lên để cho mình khỏe hay mình tươi tỉnh, không phải. Nó là một cái detox thải độc, nó là dạng dạng khoáng thải độc nha các bạn nhớ. Cho nên là khi em nên xài cái này á, cái gì quên mất tiêu tên gì mới vậy, chạy ngang, có nhiều lắm các bạn ơi, các bạn vui lòng liên hệ các nhà phân phối dùm Kim Anh nhé. Còn cái này là chai detox thì giá là 950, 990 lận, giá nó hơi cao nhưng thật sự ra cái công dụng của nó tuyệt vời vô cùng. Các chị em nói ồ trời ơi, tại sao cái chai khoáng gì mà 990 mắc như quỷ vậy? Nhưng mà thật sự ra cái chất liệu của nó mới là quan trọng đó, cái chất liệu của nó là cái gì, cái nguyên liệu của nó là cái gì đó. Cho nên là các chị em mình cứ đừng có nghĩ rằng là mắc tiền là xài không được nha, hay là gì nhá, cái nào tiền nào của nó, tại sao cái này rồi có chút xíu mà 990, mà tại sao cái chà bá có 300 mấy, ví dụ vậy, tiền nào của nấy nha chị em nha. Rồi ok.